Đó là riêng Việt Nam, còn ở bên bên Tàu, Mao Trạch Đông cũng chết 55 triệu người năm 1960 hả? Bộ cũng khoảng thời gian này là 45 tới năm mấy á. Rồi ở bên Nga, Ukraine cũng khoảng năm cũng năm 1960 á, cũng chiến tranh á, chết 3 triệu người. Thì đa số á, chỉ có những nước mà gọi là thể chế vô thần á, của các Mác Lênin đó là chết đói thôi. Hiện giờ á, theo người biết á, là Bắc Hàn cũng đang chết đói. Chứ Bắc Hàn bây giờ là đang đói cho nên mới rảnh á, mới ra bắn đùng đùng hoài á. Còn Việt Nam mình quý vị nên có bây giờ có nhiêu tiền, dầu sao cũng anh em thân nhân mình ở bển thì mình cứ gửi về được, mình cứ gửi. Hôm nay mình chỉ nói đề tài là đói để cho mọi người có một chút khái niệm về sau khi mà ở ngoài Biển Đông á, quý vị thấy á, Trung Cộng với Nga đó mà nó mà đấu đá nhau á, mình nghĩ thử, mình nói thiệt đó. Ok, đọc comment. Hiện bây giờ thế giới có 1 tỷ người đang đói khổ, nghĩa là cái đồng hồ của mình nó nhúc nhích cái một một second á, 1 giây á, là có một người đang giãy giụa chết đói ở ngoài đó. Thì quý vị cứ nhìn vậy, mỗi lần nhìn đồng hồ nhúc nhích là có một người chết đói. Đó là hiện tại của trái đất của mình đang đi vào vào cái thời đại tận thế là như vậy. Trong tương lai, sau khi Đệ Tam Thế Chín xảy ra, Đức Phật Di Lặc xuất hiện, Ngài xuất hiện, thì những cái này nó sẽ không còn nữa nghe quý vị, sẽ hết. Thì nước Việt trong những ngày kế tiếp nên chuẩn bị, khi mà Việt ra cái clip, bây giờ mỗi một lần Việt ra clip ấy, thì Việt nói về một cái đề tài thôi, để mình tập trung cho đó, mình dễ nói chuyện. Rồi bữa ngày mai ví dụ mình đổi đề tài, không có nạn đói, mình nói đề tài về cảnh sống thiên đàng phải không, hay mình nói về thời sau khi lập hội Long Hoa rồi phải không, thì nó sẽ có khác. Thì mỗi một cái clip thì sẽ làm mỗi cái tên của nó, một cái đề tài của nó, như là Phật. Tính Trần nói sự kiện này không có đưa vào sách giáo khoa, sư phụ ơi. Đúng rồi, trời ơi, nếu mà đưa thì còn gì nữa, gọi là nhồi sọ, nhồi đến nỗi mà sắp sửa giống như Bắc Hàn rồi đó, mặt nó đi đâu á, dân của nó khóc hụ hụ. Cái này nó là thiệt mà, nó là lịch sử mà. Thiên mai như thảo hỏi, nạn đói có khủng khiếp như hồi xưa không sư phụ? Chuyện gì cũng khó nói trong lúc này lắm, đâu có ai biết được chữ ngờ. Sư phụ chỉ biết được là bề trên kêu sư phụ lên thông báo, kêu mọi người dự trữ lương thực, thức ăn. Khi mà chiến tranh đó, nó không có phải là chỉ có Trung Cộng với Đài Loan nha quý vị. Nó không phải chỉ Trung Cộng với Mỹ, mà nó lại là lan hết cùng một lúc trên thế giới. Thì lúc đó mình cứ tưởng tượng cả ở Mỹ này cũng phải chuẩn bị nữa, thì mọi thứ nó sẽ ứ động là hết, nó không có cái gì gọi là di chuyển được. Qua cái bài nãy mình đọc á, quý vị cũng thấy á, là ở miền Nam thời năm 1945, năm Ất Dậu có gạo nha, có lúa có gạo, muốn chở vào Bắc cũng chở không được. Không phải là mình thiếu gạo thời đó, mà miền Nam vẫn có gạo mà cứu đói dân Bắc cứu không được, vì cái sự vận chuyển á. Huống hồ chi bây giờ mà có một cái gì giống như Ukraine á, thì nó có phước, nó có cả một cái thế giới hiện giờ không có chiến tranh, mới có gườm gườm nhau thôi, so cửa rồi thôi chứ chưa có đánh. Thì người ta còn giúp nó máy bay rồi C-130 rồi bỏ đồ ăn rồi xuống. Nhưng mà nước Việt mình rất là lẻ loi, không có ai ưa, đa số là không ai ưa nhiều á, chỉ có Liên Xô với Trung Cộng ưa thôi, mà không biết Trung Cộng có ưa không nữa.
Mà khi chiến tranh thứ ba xảy ra, nó không phải như bây giờ chỉ có Nga, Ukraine, mà cả Iran, Do Thái, rồi Bắc Hàn, Nam Hàn, rồi Nhật, rồi Đài Loan, rồi Trung Cộng, rồi Ấn Độ, đủ hết. Nước nào cũng lo bận rộn chuyện của người ta. Còn dân của mình ở bển thì chỉ có 6 triệu chim hiền thôi. Lúc đó đó con nào mà bay về để mà cứu chim bên quốc nội được thì cứ cứu, chỉ cho thấy là vô phương á. Cái gì thấy cái thống kê mà đói là 92 triệu người đó, mà cái này, cái bản này được lấy lâu rồi nha. Hiện bây giờ là cái này là trước khi chiến tranh của Nga với Ukraine đó, là mình gần 1 tỷ người đang chết đói, mà cái số lượng người đang phí đồ ăn đó là nó cao hơn số lượng người chết đói gấp 3 lần, hiểu không? Cái là ba người dư thừa đồ ăn, nó cũng giống như Việt Nam giờ 100 triệu người thì nó có trên 30% ở Việt Nam đầy đủ đồ ăn á, phung phí đồ ăn, còn 50-60% đó là thiếu thốn đó. Đây là những cái hình những cái người mà khi người ta đói người ta chết, ta nằm vậy nè. Người mà chết đói trước tiên người đó có phước, lại có người sao đi chôn giùm đó. Cái này là mấy đại ca nè, gây ra nạn chết đói Hitler, rồi cái này và Nga Xô đó, mấy cái nước toàn là thứ dữ không à. Cái chế địa chế đất của mình á, nó có hai cái thái cực, người hiền và người dữ, ma với quỷ, chánh và tà à. Thì mấy ngày á, là nó gây nạn chết đói không, những cái nước chết đói là toàn là mấy nước cộng sản không. Này nạn đói là sau năm 75, lúc mà 75, 78 nó có một khoảng thời gian đói khổ rồi phải sắp hàng đi theo chế độ. Nên có mấy cái hình này vui đó. Con đọc kinh Nhật tụng nữa, bữa trưa được không? Đọc lúc nào cũng được. Bữa nhưng bữa nay mình đang nói chuyện về dự trữ lương thực, chuẩn bị cho chiến tranh sắp xảy ra. Bây giờ ở ngoài Biển Đông á, chỗ Bắc Hàn á, là tàu chiến của Mỹ á, Đài thất hạm đội với B-52 đó là đầy ngoài rồi đó, là căng dữ lắm rồi đó. Lo mỗi gia đình ít nhiều cũng phải già dạ gạo để. Hello. Ê, con tên Trọng Đạt ở Phú Yên, xin chào sư Anh ở đâu? phụ. Ê, con ở Phú Yên, sư phụ. Phú Yên hả? Việt Nam. Việt Nam Phú Yên hả? Anh gọi có gì có gì Ê, chia sư phụ. sẻ? Ừ? Sư phụ. Sao? Em chán là con lỡ con hỏi sư phụ là cái thánh sống cơ của thánh lộ Liễu Hạnh ở trong năm nay Liễu Hạnh sư phụ. Năm nay ứng chứ, cho nên nãy em đang nói chuyện đói nè, thì giờ cứ mua gạo rồi dự trữ đi. Bắc Trung Nam như rắn mất đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Thì mấy cái bài thơ của mấy vị nói là trúng. Ok á, rồi để bắt đường dây khác. Dạ sư phụ, xin tiến chán với con sư phụ. Dĩa lên chén hả? Trời ơi, chán đẹp trai thì dĩa làm gì? Ok rồi, dễ lên chán rồi, mình thay cho cha trên trời mình, chứ không phải là kiểu chỉ là người truyền tin nha quý vị. Ok, hello. Ở đâu vậy? Ở đâu gọi? Việt Nam qua. Ở tỉnh nào? À, thành phố Hồ Chí Minh hả? Thì kêu Bác Hồ nhận. Nói chơi quay hướng Đông Bắc á, là đã là tự động rồi. Tại vì bữa hôm mẹ với mấy vị nói là
Ai mà ở xa dầu cho bất cứ nơi nào ở cái thời đại này quay về hướng Đông Bắc là tự động là đệ tử của con rồi đó, mẹ nói gì đó. Ok rồi, nhận Thiên Quang là đệ tử rồi. Rồi dĩa 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 rồi dĩa rồi dĩa thánh giá lên rồi, dấu dấu thiên tâm dĩa rồi rồi. Ok, hello hello, nghe đây, ở tỉnh nào? Mình tránh bán về chợ búa đồ có sâm không? Và buôn bán đồ có đắt không, có được không? Ấy hả? Sao? Xin. Đúng rồi, đúng rồi, cha thờ cao nhất tại trên thế gian này á, cha là mấy nghìn nghìn tuổi, cha tu mấy tỷ tỷ kiếp, cha là cha với mẹ là cha mẹ luôn tất cả các vị Phật mà. Sư phụ ơi, mà con hỏi con lên mỗi lần đọc kinh thì con chia ra làm ba phần, đọc kinh thứ tám mới sư phụ. Ngày thường thì con đọc chú Đại Bi, còn ngày tám mười tám tháng tám con đọc địa mẫu đó, sư phụ, còn mười bốn mười Sao không được, miễn sao thấy thuận lợi thì cứ đọc, tự mọi thứ cũng đều là do tâm thôi. Ok nghe, rồi gắn tu nghe. Rồi. Thôi thôi thôi, chị đoàn bác trẻ. Ok rồi, điểm vô dễ lên luôn rồi nè. Rồi. Ok. Được rồi, nghe giọng là mấy chị chị đứng ngay dưới đây, mấy chị nghe tên hết rồi, hiện tên lên nữa nè, Kim Châu nữa nè. Rồi, mấy chị biết hết. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ anh Kiệt, bữa hỏi em thấy anh Kiệt làm cho người ta gì có ấn lên trên trán gì anh Kiệt Nguyễn Kiều Trinh ở Việt Nam hỏi con ở Quảng Ngãi muốn gọi làm sao, con gọi 408 833 5399 đó là số trong Zalo á, Nguyễn Kiều Trinh em nè. em đang ở Sài Gòn, em Mình đang ở được ở quận 10 đó anh Kiệt. ok rồi, gắn tu nha. Ok, bye bye. Nói lại thiệt là khi mà người nào mà kiểu bắt điện thoại á là mấy chị đứng ở đây mấy chị biết hết rồi, mấy chị đứng gần kiệt nè, mấy chị hộ pháp mấy chị ghi hết rồi. Rồi rồi rồi, có điểm nữa. Rồi rồi, giúp rồi 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 rồi, ráng đọc kinh nha, bye bye. Rồi nhận rồi mà, nói qua điển cân thoại là mấy vị nghe là nhận rồi. Rồi nhận rồi, nhận rồi. Ok. Có rồi, hãy qua điện thoại cái là mấy vị biết liền. Hello, trộn làm cái nút ruồi ngầu của ta ngay giữa sống mũi. Rồi nghe. Thiên Xuân Bính. Sao phải nói đi, có một đống người đang gọi vô đó, nói lẹ lẹ lên. Dạ thầy sư phụ, con là Thiên
Huyền Trường Bính đúng không?